Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Việc kể tên những danh nhân lịch sử với thái độ hời hợt, có phần đùa cợt của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã thổi bùng lên sự giận dữ của dư luận. Huỳnh Trần Ý Nhi bị chỉ trích khi xếp tên mình ngang hàng với những nhân vật lớn của lịch sử. Trên khắp các diễn đàn hội nhóm kêu gọi tẩy chay Huỳnh Trần Ý Nhi, số đông khán giả cho rằng thái độ và cách trả lời của tân hoa hậu đã thể hiện kiến thức về lịch sử của cô rất nông cạn. Những phát ngôn của tân hoa hậu thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã gây bão dư luận thời gian qua. Không chỉ chịu sự công kích dữ dội từ cộng đồng mạng, nhiều chuyên gia, nhà ngôn ngữ học, thậm chí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng đã lên tiếng. Ông cho rằng sự thiếu hụt văn hóa là nguyên nhân chính dẫn đến hệ quả tồi tệ đối với Ý Nhi ngày hôm nay. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, trước khi trả lời câu hỏi này, ông đã phải cười đau khổ khi nghĩ đến câu chuyện bi hài đó. Nếu Ý Nhi là cháu ruột của ông, thì nhà văn cũng phải cười như thế. Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó, cô chỉ là chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi cô đã có những ứng xử rất văn hóa và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hóa làm cô trở nên kịch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng phải biết chào ai trước khi đi nhà trẻ về. Chia sẻ về sự việc công chúng đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu Ý Nhi, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng không cần thiết trong trường hợp này, vì Ý Nhi đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cộng đồng. Hãy để Hoa hậu sửa chữa lỗi bằng các hoạt động của cô sau này đối với cộng đồng. Ngoài ra, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng nhấn mạnh, ông đề nghị giảm bớt các cuộc thi hoa hậu vì chắc chắn đây không phải là yếu tố kích cầu cho sự phát triển xã hội ở mọi nghĩa. Ngược lại, Việt Nam đang lạm phát các cuộc thi hoa hậu cũng như nhiều loại danh hiệu, kèm theo đó là sự lạm phát các hành vi kém văn hóa trong mọi lĩnh vực của đất nước. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, vụ việc này càng lùm xùm vì bản thân Ý Nhi mới đăng quang hoa hậu nên trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất của công chúng bây giờ. Dẫu đã xin lỗi về những phát ngôn không suy nghĩ của mình, nhưng nó vẫn đang là chủ đề hot để tiếp tục bàn tán. Sức mạnh dư luận xã hội và ảnh hưởng của cộng đồng trên mạng xã hội ngày nay có thể là một thứ quyền lực mềm để những người nổi tiếng phải luôn có ý thức, nhìn nhận lại bản thân, có trách nhiệm với những hành động phát ngôn của mình để giữ gìn lối sống, để tạo dựng hình ảnh tích cực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến với cộng đồng. Ngày 4 tháng 8, trang tin CDaily đã đăng tải về bài viết Hoa hậu Ý Nhi với nhan đề Hoa hậu thế giới Việt Nam có nguy cơ bị tước vương miện sau khi chế nhạo bạn cùng trang lứa. Theo đó, trang tin cho biết Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu và gây tranh cãi khi bình luận chê bai những người bạn cùng trang lứa sau khi đăng quang. Cụ thể, trang tin đề cập đến câu nói của Hoa hậu Ý Nhi về những người bạn cùng trang lứa và phát ngôn này nhanh chóng gây ra tranh cãi, được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Nhiều trang anti được lập ra với số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng trong vài ngày. Trong bài viết cũng nhắc về Ý Nhi nên livestream khóc và xin lỗi khán giả, tuy nhiên vẫn chưa được bỏ qua. Điều gì đã xảy ra với cô gái 20 tuổi giành được vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam? Khi các bạn chơi, tôi đã trở thành Hoa hậu. Hoa hậu Việt Nam coi thường đồng nghiệp. Cũng là một số tiêu đề được truyền thông Hàn Quốc đặt ra khi đăng tải những thông tin về Ý Nhi. Về khả năng tước danh hiệu của Hoa hậu Ý Nhi, theo Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn nêu ra 4 điều cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau. Thứ nhất, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai, xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Xâm phạm an ninh quốc gia, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, doanh nhân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Thứ ba, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân cả nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. Thứ tư, sử dụng các trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Còn theo Điều 18 nghị định này quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng bằng văn bản với tổ chức cá nhân, tổ chức cuộc thi liên quan khi phát hiện một trong hai trường hợp sau. Cá nhân đạt danh hiệu giải thưởng vi phạm các quy định tại khoản 3 điều này, danh hiệu giải thưởng được trao tại cuộc thi liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề nghị, cấp, văn bản chấp thuận hoặc nội dung thông báo. Ngoài ra, Điều 17 nghị định này quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi danh hiệu, đồng thời có thẩm quyền dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà cụ thể ở đây là cơ quan tiếp nhận thông báo hoặc có thẩm quyền chấp thuận hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của nghị định này. Như vậy, đối với bất cứ cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm 4 điều cấm tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ như chống phá nhà nước, kích động bạo lực hay xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền đất nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét cẩn thận, tỉ mỉ, khách quan và toàn diện nhiều yếu tố như nhận thức, ý chí của các cá nhân đó hay hậu quả, mức độ tác động tới xã hội của hành vi này. Đây sẽ là cơ sở để xem xét việc có ra hay không quyết định thu hồi đối với các danh hiệu đó. Có thể nói Việt Nam là một trong những quốc gia tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp nhất thế giới và cũng rất nhiệt tình tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế thuộc đủ mọi cấp độ. Những người ủng hộ cho việc thi nhan sắc cho rằng đây là một ngành công nghiệp hái ra tiền nên cần phải duy trì phát triển. Quả vậy, thi sắc đẹp mang lại nhiều lợi ích cho nhiều nhóm tham gia vào quy trình thi sắc đẹp. Nhóm có lợi ích đầu tiên là những người tổ chức thi, kế đến là những người, những công ty huấn luyện hoa hậu, giới làm tóc, thời trang, ngành công nghiệp, mỹ phẩm và dĩ nhiên là những người đẹp thi cũng có khả năng đổi đời sau khi đạt giải cao trong các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, các cuộc thi nhan sắc cũng đã nhận được nhiều lợi ích. Một trong những chỉ trích đó là các cuộc thi nhan sắc biến cơ thể phụ nữ thành hàng hóa và tiêu chuẩn đẹp chỉ nhằm thỏa mãn cái nhìn của đàn ông male gaze đối với phụ nữ mà thôi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.